đoàn tàu chở vũ khí Nga bị tập kích trong tình hình nóng. Quý vị thân mến, trong lúc tình hình căng thẳng Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, thì bất cứ sự cố nào xảy ra cũng có thể dẫn tới suy đoán rằng đây là hành động do phía đối địch tiến hành. Vào hôm 30 tháng 11, tại địa phận thành phố Omsk phía tây nước Nga, một đoàn tàu bao gồm 71 toa đã bị trật bánh khỏi đường ray, làm cho 21 toa bị đổ nghiêng. Theo báo cáo, các toa xe bị lật đổ đang chở theo phương tiện xe bọc thép, pháo và một số loại vũ khí khác. Chúng đều trong tình trạng xuống cấp và đang trên đường đưa tới nhà máy để sửa chữa. Bộ Quốc phòng Nga chỉ đưa ra một thông báo đơn giản rằng không có nhân viên nào bị thương trong vụ tai nạn đáng tiếc trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Quân đội Nga và đơn vị quản lý khai thác đường sắt sẽ nhanh chóng đưa tới đây một đoàn tàu khác cùng phương tiện bốc dỡ để nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại đối với những phương tiện chiến đấu hay vũ khí được chứa trên các toa trật bánh cũng không đến mức quá nặng nề, chúng sẽ được phục hồi tình trạng nhanh chóng. Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự cố đáng tiếc kể trên do thời tiết xấu, con tàu bị trật bánh khi đường ray bị phủ tuyết dày, gây ra hiện tượng trơn trượt. Tai nạn giao thông liên quan đến yếu tố thời tiết, mùa đông khắc nghiệt cũng chẳng phải là chuyện gì đó quá hiếm gặp tại Nga, kể cả đối với phương tiện quân sự hay dân sự. Tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm rằng thời điểm xảy ra sự việc trên là rất nhạy cảm, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt. Điều này đã dẫn tới suy đoán rằng liệu đây có phải là một hành động phá hoại có chủ đích từ phía đối phương nhằm làm suy giảm sức chiến đấu của đối thủ. Việc đối tượng gặp sự cố là một đoàn tàu chở vũ khí càng làm tăng thêm sự nghi ngờ đối với thuyết âm mưu vừa được truyền thông quốc tế và khu vực nêu ra. Ngoài ra, phản ứng và phát ngôn có phần rất sơ sài của dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga cũng không thể tránh được việc tạo tâm lý e ngại về nghi ngờ của giới truyền thông. Đặc biệt hơn, các đơn vị tình báo quân đội Ukraine dưới sự trợ giúp và huấn luyện của phương Tây được cho là tác giả gây ra những vụ đánh bom ám sát rất nhiều thủ lĩnh của phe ly khai miền Đông suốt thời gian vừa qua, cho nên sẽ cần có thêm nhiều bằng chứng cũng như thông tin tiếp theo để đưa ra được cái nhìn chính xác nhất về vụ trật bánh của đoàn tàu chở vũ khí trên, xem đó chỉ là tai nạn thông thường hay là kết quả của một vụ tập kích. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.